Xin mến chào cô chú các anh chị đang lắng nghe chuỗi video giúp chúng ta làm gì để hết lo âu và đón một cái Tết bình an. Và chuỗi video này cũng để dành tặng chúng ta có thêm một cái tâm thái bình an trong mùa Tết, hoặc trong ngay đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng có thể ứng dụng những cái công thức, những cái bài thực tập rất đơn giản của Hiên Dương để giúp chúng ta có được một cái sự dễ chịu, sự bình an trong đời sống. Và trong phần thứ 3 này thì Hiên Dương đặt là yêu những điều chưa hoàn hảo. Yêu những điều chưa hoàn hảo là như thế nào? Chúng ta thường lo âu bởi vì chúng ta luôn đòi hỏi một cái điều gì đấy tốt lên, tốt hơn của hiện tại, đúng không ạ? Ví dụ hôm nay mình thu nhập 5 triệu thì mình chắc chắn sẽ luôn luôn nghĩ cách làm sao ngày mai, tháng sau mình có thu nhập tốt lên 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Hoặc là chúng ta đang hơi béo béo một chút, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có xu thế là chúng ta mong là chỉnh sửa được một cái thân hình nó đẹp hơn. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn có xu thế muốn mọi thứ tốt lên, hoàn hảo hơn. Thì điều này Hiên Dương không có phản đối. Nó rất tốt nếu nó đi theo một cái chiều hướng tích cực và mình luôn yêu bản thân mình. Còn nếu mà mình sửa bởi vì mình ghét bản thân mình thì lúc đấy mình sẽ thấy là đang có vấn đề. Và hôm nay chúng ta sẽ thảo luận hai điều về sự hoàn hảo. Đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận về việc là chúng ta đã nhận thức đúng về sự hoàn hảo hay chưa. Và thứ hai là chúng ta có thể chỉnh sửa điều gì để giúp cho chúng ta bình an hơn với cái thái độ sống của mình, làm sao nó tốt lên và nó bình an hơn. Thì đầu tiên chúng ta nên nhận thức lại về sự hoàn hảo, đúng không ạ? Thì cuộc sống có hoàn hảo không ạ? Không có ai hoàn hảo, người ta nói là nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo. Thậm chí chúng ta nhìn cái sự vận hành của vũ trụ hay của trái đất thì chúng ta thấy trái đất hay là những cái diễn tiến của tự nhiên nó đang diễn ra nó không hề hoàn hảo. Không phải là ngày nào cũng nắng đẹp, đúng không ạ? Có ngày trời mưa, có ngày bão gió, rồi có ngày còn lũ lụt, thậm chí là hỏa hoạn. Có nghĩa là thời tiết thiên nhiên trái đất này không hoàn hảo và những gì đang diễn ra để giúp chúng ta sinh tồn đều không hoàn hảo. Vậy chúng ta không thể yêu cầu là mình phải tròn trịa mọi thứ được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể có một cái thái độ sống làm sao tích cực lên, chứ chúng ta không thể yêu cầu một cái sự hoàn hảo ở đây được. Trong tự nhiên, nó cũng luôn luôn diễn ra một cái sự không hoàn hảo. Và một điều nữa chúng ta cần phải biết đó là nếu mà chúng ta đòi hỏi sự hoàn hảo thì có nghĩa là cái sự hoàn hảo này nó có thể là một điều gì đó không có thật, không có thật. Như thế nào là không có thật? Chúng ta có thể nhìn thấy là một bông hoa nhựa với lại một bông hoa thật đi. Thì cái bông hoa nhựa nó có thể hoàn hảo hơn bởi vì nó không có héo này, không bị thối, không bị chết đi. Nhưng mà cái bông hoa thật thì sao? Bông hoa thật thì có thể bị héo, bị chết đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là sự thật và tự nhiên thì luôn luôn có thành trụ hoại diệt, luôn luôn có sinh ra, có mất đi và nó cũng không hoàn hảo. Nó không thể mãi mãi sinh tồn sống như thế được. Không có ai bất tử được, đúng không ạ? Vậy thì một cái bông hoa nhựa nó sống được là bởi vì nó là giả, nó không phải là sự thật và nó càng không phải là cuộc sống. Nên nếu chúng ta đòi hỏi một sự hoàn hảo thì giống như chúng ta đang biến một cái phiên bản tự nhiên sống động này trở thành một cái người nhựa, một cái gì đó rất là giả và nó cũng không có thật. Nên chúng ta rất là phi lý nếu chúng ta đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo và luôn luôn có một cái sự mưu cầu lớn và cái năng lực của mình thì không thể nào mà đạt được cái mưu cầu đấy, nó sinh ra một cái sự lo âu, một cái sự chán nản, một cái sự bế tắc. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải nhận thức lại là không có điều gì mà hoàn hảo, đúng không ạ? Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bi quan cái sự không hoàn hảo để làm cho mọi thứ hoàn hảo. Nghe câu này thì rất là khó hiểu, như Dương sẽ cắt nghĩa cho mọi người. Sự không hoàn hảo chính là sự tự nhiên. Và sự không hoàn hảo này để tạo nên một cái toàn thể nó có thể tồn tại được. Để nói được cái điều này thì Dương sẽ ví dụ cho một cái câu chuyện là một người đàn ông nông dân ở Nhật Bản, khi mà người ta trồng táo thì ban đầu trồng táo thì họ muốn hướng đến sự tự nhiên, họ muốn là những cây táo không cần phun thuốc sâu, không cần ăn một cái thứ hóa chất gì mà táo vẫn có thể khỏe và cho những cái trái táo ngon. Thì ông ta mới phạt tất cả những cây khác đi và chỉ trồng táo trong vườn thôi. Nhưng sự thật là những cái cây táo đó không thể sống được, không thể tồn tại được và nó chết gần hết. Thì ông ấy rất là buồn rầu và một lần thì ông đi lên rừng thì ông lại nhìn thấy một cái cây táo ở trong rừng nó lại có thể sống sót được. Và khi ông ấy cào những cái lớp đất lên, những cái lớp cỏ lên thì mới thấy là nó sinh tồn được, là bởi vì nó sinh tồn cùng với cỏ và sinh tồn cùng với lại những cái loài cây khác. Vậy và sau đó thì ông ấy đã quyết định là cái vườn của ông ấy thì ông sẽ trồng đa dạng cái hệ tự nhiên, vẫn để như vậy, vẫn có những cây đậu nành, vẫn có những cây cỏ sinh tồn cùng với cái cây táo đấy, và cây táo đấy đã trổ những cái trái táo rất là ngon và nó có năng suất và trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho rất là nhiều nước trên thế giới. Và chúng ta qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng
cái cây táo nó tồn tại được bởi vì nó sống cùng với cả cỏ, sống cùng với cả những cái cây khác. Nó không hề hoàn hảo, đúng không ạ? Nếu hoàn hảo phải là nó sống riêng nó được chăm bẵm, đúng không ạ? Nó được chăm bẵm, nhưng đây nó lại sinh tồn nhờ cái sự cộng sinh với rất là nhiều loài khác nhau thì nó mới cho năng suất được. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thực ra là để tạo nên cái sự bình an, cái sự hạnh phúc hay là một cái lý tưởng nào đó ấy, để tạo nên nhá, thì nó lại cần cái sự không hoàn hảo. Tức là sao? Để tạo nên một cái toàn thể đẹp, một cái bông hoa đẹp thì nó cần những cái điều kiện không phải là cái bông hoa đấy. Ví dụ như tạo nên một cái bông hoa hồng đi, đúng không ạ? Tươi, đẹp, thơm, kiêu sa, có màu sắc thì lại cần những cái điều kiện như là nắng, gió, đất, sự chăm bẵm, nước, đúng không ạ? Rất là nhiều cái nguồn lực. Vậy thì chúng ta cũng vậy, đôi khi để tạo nên tình yêu, để tạo nên hạnh phúc, để tạo nên bình an thì lại cần những cái nghịch cảnh, cần những cái biến cố, cần những cái khổ đau trước đó. Thì bỗng dưng chúng ta mới thấy là à, tình yêu đây rồi, hạnh phúc đây rồi. Còn nếu như là ngày nào mình cũng thấy tình yêu, hạnh phúc nó ngập, nó đến tràn ngập đến chúng ta thì có khi chúng ta lại rất là chán, đúng không ạ? Lại là một cái nguyên nhân của sự đau khổ. Nên là Hiên Dương ý muốn nói là cái sự không hoàn hảo, đúng không ạ? Nó là một mặt khác của sự hoàn hảo thôi. Chính nhờ cái sự không hoàn hảo mà làm nên một cái thế giới sống động tự nhiên rất là hoàn hảo. Chính nhờ những cái khổ đau nghịch cảnh mà chúng ta trân trọng những cái điều kiện hạnh phúc, đúng không ạ? Chính nhờ những cái biến cố thất bại đã đi qua mà chúng ta mới thấy à, cái thành công này quá là chân quý, đúng không ạ? Và mình cảm thấy rất là trân trọng đó. Nên thì chúng ta mới thấy là hầu như, đúng không ạ, tất cả chúng ta đều trải qua tổn thương, đều trải qua bế tắc, đều trải qua đau khổ, hoặc là bị một cái thế lực nào đó tác động vào mình rất là mạnh. Có những bạn từ trong ký ức tuổi thơ đã bị tổn thương, nhưng chúng ta hãy trân trọng cái phiên bản đó, đúng không ạ? Trân trọng những nghịch cảnh đó làm nên chúng ta ngày hôm nay. Trong đạo Phật thì có những câu như là nhờ rác mà có hoa đấy. Hoa nào làm nên từ rác, có nghĩa là cái đau khổ đó nó chuyển hóa thì nó tạo thành hoa, nó tạo thành những cái bông hoa hạnh phúc. Nên chúng ta hãy trân trọng những nghịch cảnh, những đau khổ, những sự không hoàn hảo, những sự bất như ý đó, bởi vì nó làm nên cái nguyên liệu của hạnh phúc. Một ví dụ cũng đơn giản khác đó là khi chúng ta nấu một món ăn, đúng không ạ? Chúng ta cho một chút muối, đúng không ạ? Một chút chua, một chút cay, một chút mặn, một chút ngọt, đúng không ạ? Tất cả các gia vị đó khi nó quyện vào nhau thì nó tạo nên một cái món ăn ngon. Nhưng nếu chúng ta tách hết những cái gia vị đấy ra, chúng ta ăn nguyên muối, chúng ta ăn nguyên một cái chất đắng, hay chúng ta ăn luôn một chất cay thì rất là khó chịu, không thể nuốt nổi, không thể tiêu hóa được. Nhưng khi chúng ta hòa quyện vào nhau trong một cái món ăn thì chúng ta lại tiêu hóa. Giống như vậy thì những cái biến cố, những cái đau thương, những cái thất bại, những cái mất mát nó đi qua, nó là những cái nguyên liệu, đúng không ạ, tạo nên một cái món ăn của hạnh phúc. Nên chúng ta cũng trân trọng cái điều đấy. Nói thì rất là lý thuyết thôi, nhưng mà cũng hy vọng chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì ai cũng đang trải qua, nếu bạn đang trải qua thì bạn sẽ thấy rất là thấm. Hiên Dương cũng thế thôi, để ngồi đây nói với các bạn được thì Hiên Dương cũng từng trải qua những cái biến cố, những cái nỗi đau, những cái tổn thương riêng, và từng bước làm lành, từng bước chữa lành thì mới có thể ngồi đây nói với mọi người được, đúng không ạ? Cũng có những lúc mình cảm thấy mình rất là cô độc, có những lúc mình cảm thấy mình không được ghi nhận, cũng có những lúc mình cảm thấy rất là trầm uất, tự ti về bản thân. Nhiều năm tháng Hiên Dương còn không dám nói lên với mọi người như này, thường là im lặng suốt một thời gian dài, nhìn rất là trầm uất. Nhưng bây giờ có thể nói ra được, bởi vì mình đang chữa lành cái trái tim của mình. Mình đang trân trọng những cái nghịch cảnh đó, và mình thấy mình yêu mình, yêu cái phiên bản bây giờ. Nó được làm nên bởi những cái điều không hoàn hảo trước đó. Có những công thức của những người rất là thành công, đúng không ạ? Khi người ta được phỏng vấn là cái kinh nghiệm, hoặc là tại sao anh thành công, thì cái câu trả lời của những cái doanh nhân họ thành công thường họ nói rằng là công thức thành công rất đơn giản thôi. Để có một lần thành công thì tôi đã trải qua 8 đến 9 lần thất bại. Sau khi tôi trải nghiệm khoảng 8-9 lần thất bại thì lần tiếp theo tôi thành công. Vậy nên không có bí kíp gì của thành công ngoài việc bạn hãy thất bại đi, bạn hãy trải nghiệm đi. Cũng như vậy, không có bí quyết gì của hạnh phúc, của bình an ngoài việc bạn cứ nếm trải khổ đau đi, bạn cứ nếm trải những cái nghịch cảnh đi. Sau những điều đấy, à, bạn nhận ra điều kiện hạnh phúc là như vậy. Còn tất cả các lý thuyết nó chỉ là lý thuyết cho đến khi bạn trải nghiệm cái sự thật về hạnh phúc, đúng không ạ? Thì Hiên Dương có một cái thông điệp như vậy trong cái video phần 3 này, có nghĩa là chúng ta hãy yêu những điều không hoàn hảo, hãy yêu những gì mình đã trải qua, hãy yêu cái phiên bản hiện tại của mình. Mình có béo, mình có xấu, hay mình có đã từng thất bại, cũng đừng vì thế mà nản lòng, và cũng đừng vì thế mà đầu hàng, đúng không ạ? Hãy tiếp tục
tin tưởng vào những cái mặt khác của mình để mình tiếp tục vươn lên, mình vươn lên để mình vừa chấp nhận cái điều không hoàn hảo đó và mình cũng lại bù đắp để cho cái bông hoa của mình vẫn có nhựa sống, vẫn có thể cái sự sống động, đúng không ạ? Làm nên với sự trưởng thành và cái sự tiến hóa của bản thân. Và chúc mọi người có những cái ngày tháng vui khỏe, bình an và luôn luôn đồng hành cùng Hiên Dương trên hành trình chúng ta chia sẻ cùng nhau và nâng đỡ nhau, nâng dậy tâm hồn của nhau. Và đã hết phần 3 thì xin cảm ơn sự lắng nghe này và hẹn gặp lại mọi người trong phần 4 của Hiên Dương. Hiên Dương sẽ tiếp tục chia sẻ về cái chuỗi chủ đề là làm gì để hết lo âu, được không ạ? Rồi, rất là biết ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong video lần sau.